Xin chào các bạn, rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong bản tin hàng ngày của Tốt Sao Hoa. Và trong buổi trường ngày hôm nay, có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng mình cập nhật nhé! Có nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật hoặc khí chất nhưng cũng bị liệt vào danh sách thảm họa thảm đỏ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc không đẹp của các mỹ nhân trên thảm đỏ. Thứ nhất, Lưu Dược Phi Ấn tượng đầu tiên phải nói đến Lưu Dược Phi vì cô ấy quá xinh đẹp, dù lựa chọn phong cách nhẹ nhàng tinh tế hay quyến rũ kiêu kỳ thì đều hợp hết. Nhưng đáng tiếc là ngoài nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng thì phong cách thời trang của thần tiên tỷ tỷ đúng là một lời khó nói hết. Không hiểu những bộ trang phục chán đời mà Lưu Dược Phi diện trong các sự kiện là do stylist không có tâm hay chính cô ấy tự lựa chọn. Bạn nào để ý thì sẽ thấy Lưu Dược Phi hiếm khi chiếm được spotlight tại thảm đỏ. Thứ hai, Nghe Ni, Nganny có thể không đẹp như Lưu Dược Phi nhưng khí chất của cô ấy là điều mà mọi người không thể phủ nhận. Thân thái ngút ngàn, chiều cao ấn tượng cùng vóc dáng chuẩn chỉnh nhưng có một điều là tạo hình trong các sự kiện của Nganny lại lạ lạ. Gom lại toàn bộ những lần xuất hiện của Nganny thì thấy hiếm khi cô ấy được đánh giá cao về khoản trang phục. Nếu không phải khí chất cùng vóc dáng cứu giúp thì cô ấy sẽ hoàn toàn mơ nhà trên thảm đỏ. Thứ ba, Quan Hiểu Đồng nếu nhắc đến những mỹ nhân là thảm họa thảm đỏ mà quên tên quan hiểu đồng thì quả thật là thiếu sót. Còn nhớ mấy năm trước, chưa bao giờ thấy quan hiểu đồng trượt tốt những mỹ nhân mặc xấu trên thảm đỏ cả. Chẳng hiểu cô ấy mời ai làm stylist mà chán đời như thế. Đương nhiên thì cũng có lúc quan hiểu đồng mặc đồ nhìn rất mãn nhãn nhưng hiếm lắm đa phần mọi người sẽ thấy tạo hình của cô ấy thật ngàn chấm. Hy vọng cô ấy sẽ đổi stylist ngay và luôn. Thứ tư, Dương Tử bạn có thể khen Dương Tử ở diễn xuất hoặc cách chọn phim, chứ nếu khen bên mảng thời trang thì thấy có hơi lấn cấn. Stylist của Dương Tử cũng chán đời y chang phía quan hiểu đồng, toàn lựa chọn cho nàng mỹ nhân hương mật tựa khói xương những bộ trang phục, làm lộ hết nhược điểm của cô ấy ra, điển hình như bộ sưu tập váy trễ vai chẳng hạn. Nói chung thì cũng không biết đến mùa quýt nào thì Dương Tử mới tìm được stylist ổn áp, chứ cái tình hình này cô ấy sẽ còn bị chê dài dài. Thứ năm, Tống Thiến Nói thật thì cũng rất nghi ngờ về năng lực làm việc của stylist nhà Tống Thiến. Tống Thiến có nhan sắc và vóc dáng ổn, nhưng chẳng biết lý do gì mà những trang phục cô ấy diện trong các sự kiện rất ô dề. Nhìn kiểu gì cũng khó khen được luôn. Hơn nữa, stylist còn cho Tống Thiến một kiểu tóc lơ lửng quanh năm suốt tháng mà không giúp cô ấy tạo phong cách mới, nhìn nhạt nhòa. Nhìn vào Tống Thiến, bạn sẽ thấy cô ấy là một trường hợp điển hình do bị stylist hại thảm. Đúng là không cần gì để nói. Thứ 6. Triệu Vi Thời còn hoạt động trong showbiz thì thấy Triệu Vi bị ca thán rất nhiều vì phong cách thời trang xuề xoa mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, việc không quản lý tốt khiến nàng tiểu yến tử toàn rơi vào cảnh mũm mĩm xuống sắc đến mức netizen khuyên cô hãy chăm sóc bản thân tốt hơn. Tuy rằng Triệu Vi vẫn tiếp thu ý kiến của mọi người nhưng cô ấy không giữ phong độ tốt được bao lâu. Chúng mình là Tốt Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.